Ngày hôm nay 30 tháng 11, mạng xã hội lan truyền được clip ghi lại cảnh một nam shipper do quá mệt đã ngủ gục giữa đường. Hành động trợ giúp của tài xế ô tô sau đó khiến nhiều người cảm động. Theo đoạn clip được đăng tải, nam shipper trong lúc dừng chờ đèn đỏ đã tranh thủ ngửa cổ ra sau để chợp mắt. Do quá mỏi mệt, anh này sau đó đã ngủ quên giữa đường. Phát hiện sự việc, tài xế ô tô đã tấp xe vào lề đường, mở cửa bước xuống tiến tới chỗ nam shipper. Khi nghe thấy tiếng gọi từ xa, nam shipper đã dần tỉnh giấc. Mặc dù vậy, tài xế ô tô vẫn tiếp tục lại gần để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Sau khi xác nhận anh này vẫn đủ tỉnh táo, không gặp phải nguy hiểm nào, tài xế ô tô mới lên xe rời đi. Hình ảnh ghi lại cũng cho thấy, trước khi rời đi, nam tài xế đã chủ động bắt tay nam shipper để động viên tinh thần. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số người xem đều cảm động trước hành động của nam tài xế ô tô. May mắn vụ việc vẫn trong tầm kiểm soát.